Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61 nha. Bữa giờ báo giá SH 150, 125, 160 rồi SH lên vàng áo Ý này nọ kiểu quá nhiều rồi. Đúng không? Coi chán rồi đúng không các bạn? Đây, nhấn mạnh tí xíu nha. SH 150 thì nó sẽ có cái sọc màu trắng, còn SH 160 thì nó sẽ có cái sọc màu đỏ. Vậy thôi, động cơ y chang nhau, không khác gì hết. Thằng 150 này động cơ cũng là 156,9cc. Thằng 160 này cũng là động cơ 156,9cc. Nó chỉ thay cái tem, thay cái màu phuộc và nó đổi cái tên cho chính xác với lại cái tên của động cơ nữa thôi. Đấy, hôm nay thì mấy chiếc này không quay nữa. Báo giá SH350i. Tại vì rất nhiều anh chị em mình hỏi SH350i. Cửa hàng mình hiện tại có một chiếc này màu đen và một vài chiếc màu trắng rồi màu xám xi măng nữa, nên là hôm nay báo giá cho anh chị em mình ha. Rồi, đây, đầu tiên phải nói một số vấn đề là trước khi anh em mua xe này á, là đây là chính hãng, bảo hành 3 năm 3.000 km của Honda Việt Nam. Còn ai có điều kiện hơn thì mình mua hàng Ý ha, mua SH350 của Ý thì mình đi nó sẽ có giá trị sử dụng hơn, có điều kiện hơn, mắc tiền hơn. Đấy, rồi. Thì SH350i này khi mình mua xe đừng lưu ý gì. Thứ nhất là bằng A2, phải có bằng A2 thì mới mua được ha. Lộn, mới chạy được. Đấy. Rồi, đối với SH350i này giá hiện tại ở cửa hàng mình là bao nhiêu? Giá hiện tại cửa hàng mình nó có mức giá là 129 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi. Còn lăn bánh tỉnh, huyện, thị xã, khu vực của anh chị em mình ở đâu thì có thể liên hệ trực tiếp với mình để số điện thoại ở bên dưới các bạn. Anh chị thì cái số điện thoại của mình đó là nó là 0785888030. Anh chị em mình có thể nhắn tin, Zalo cũng được, gọi điện thoại cũng được. Mà nhiều khi anh chị em mình thấy là cái số điện thoại nó gọi mình không thấy trả lời hay là gọi không nghe máy á, thì mình có thể gọi qua số là 0785666303 thì cũng có bạn sale luôn. Tại vì nhiều người gọi qua cái số 888030 quá nên là không có nghe kịp, không trả lời khách kịp á, anh chị em mình có thể gọi số 0785666303 cũng được luôn. Rồi, thì SH350i này 129 triệu nha, bao gồm hết các mọi thứ rồi. Giá hiện tại đang rất là ngon cho anh chị em mình luôn, rất là ngon ngay tại thời điểm cận Tết này luôn. Ai muốn mua thì mua. Còn á, cái vấn đề mà anh chị em mình đi lên những cửa hàng nào á mà bán những xe này nè mà kêu là rẻ hơn thì nên hỏi là có thuế VAT chưa, đầu tiên. Thứ hai nữa là hỏi cái giá lăn bánh, rồi mình so sánh giữa cái giá lăn bánh của bên cửa hàng em và cái giá lăn bánh của bên cửa hàng người ta thì coi lử là cái lăn bánh nào, chỗ nào nó rẻ thì mình mua ở đó. Còn cái nói mà báo giá mà VAT này á, thật sự luôn là nói là vô nghĩa. Vô nghĩa, hồi xưa là lừa gạt khách hàng bằng cách báo giá không VAT cho nó rẻ để khách hàng tới mua. Một số cửa hàng báo VAT thì là mày bán mắc quá, kìa bán rẻ hơn. Mà xuống cửa hàng mới phát hiện ra hay là nó bán mắc hơn tại nó chưa VAT, cộng VAT là mắc hơn kia. Đấy, còn bây giờ là VAT vô nghĩa, có VAT đó nhưng mà tôi muốn chêm thêm cho tiền biển số nữa anh chị em cũng không biết được. Nên mình phải biết được cái giá lăn bánh ở từng khu vực của mình, tỉnh thành của mình giá chốt bao nhiêu, ở đâu rẻ hơn tới đó mua. Bị dội giá phải dội như vậy. Rồi, đây anh chị em thấy là trời ơi, thì mình sẽ mở, không biết anh chị em mình có thấy được không ha. Ở trong đây cái lọc gió của nó thật ra nhìn ở ngoài nó nhỏ nha, nó không bự như cái lọc gió của thằng SH150 với lại 350, 150, 125, 160 rồi nọ đâu. Nhưng mà ở trong nó có cái ống tròn tròn rất là to luôn, như một cái ống bô vậy đó. Đấy, là gì, nó cần một cái sự thoát hơi rất mạnh cho cái động cơ 350 này. Động cơ rất là to, rất là khủng luôn anh chị em thấy không? Động cơ cực kỳ to, nhìn rất là hầm hố. Mình cao 1m65, mình đã từng làm clip so sánh giữa SH350 và 150 cho cái sự khác nhau nó rồi. Không nói về động cơ mà nói về cái phần chiều cao thì cái thằng này á, SH150 mình chạy xe mình vẫn không gọi là quá nhón, vẫn có thể làm chủ được cái xe. Nhưng SH350 này ngồi thì ngồi được, chạy thì vẫn chạy được, nhưng 1m65 là nó rất là nhón luôn, cực kỳ nhón luôn. Chống hai chân là coi như là nhính một tí xíu vậy thôi nè bạn, chạm đất một tí xíu thôi. Nên ai mà cao khoảng 1m7 trở lên thì chạy nó ok một tí xíu, 1m8 là chạy ok nhất. Cái 1m65 mà mình chạy ở gặp nhiều đường bình dương, ổ gà, ổ voi hay sập ổ gà, hay là mình xuống dốc lên dốc á, bị chới với chân liền, hụt chân liền. Đấy,
phải có bằng A2 và phải có chiều cao mới mua xe này nha. Đây, đây, cái phuộc ở đây có thể tăng chỉnh được ha, tăng chỉnh được cái độ phuộc nè. Mình sẽ zoom gần cho anh chị xem ha. Đấy, anh chị em có thể xem nè. Đây. Và ở đây nè, nó có đóng cái số khung nè, cái số máy nè, giống như là thằng XHY vậy đó. Ha, đóng số máy nè. Đó. Cực kỳ ok. XHY là xưa cũng chỗ này. NF. Còn XHY là KF là 150. GF như là nhớ là GF 125. Còn này NF là 350. Đấy. Rồi. Rồi. Tiếp theo ha, thì về phần mặt đồng hồ cũng như là cái nút nét này nọ, cái điểu nó nè, anh chị em thấy không? Nó y chang như là thằng SH150, nó khác cái nút cái này thôi, nó khác một cái là khác một nút màu đỏ này thôi. Nhưng mà cái nút này á là tắt động cơ khẩn cấp trên những dòng xe Tycon, ví dụ như chiếc Suzuki GX mình đi á, cũng có cái này, rất là tiện, tới nhà thì mình tắt nút đó. Hoặc là đi đâu á mình cũng hay tắt nút đó, để khi ăn trộm nó có lấy xe thì nó còn mất thời gian thêm cái nút này thêm mấy giây nữa các bạn. Đấy. Đây, cái phần gù tay lái này như là mấy chiếc xe kia thì nó là màu đen, ít khác kia là màu đen, còn thằng này nó sẽ là màu bạc. Đây, như thế này đây. Rồi, về cái phần lỗi hay là cái này nọ kiểu ít khác á, thì một số anh em trên hội nhập SH350 á xác nhận rằng cái nước sơn của nó khá là mỏng nên để keo đồ này nọ rất là dễ chảy. Nó không có đường gân, rất là đẹp luôn, rất là mạnh mẽ hàm hố. Nếu mà để nói mua SH350i nha các bạn thì nên mua màu đen. Màu đen là men nhất và mạnh mẽ nhất, nhìn ra đường nét nè được đấy. Màu trắng thì nó không đẹp bằng. Đấy, và những cái nước sơn mà khi anh em đi á, anh chị em mình đi á, lưu ý ha. Nó rất là dễ chạy, nước rất là mỏng, rất là dễ chạy nên đi kỹ chỗ này. Đấy. Còn những cái chỗ nhựa này á, treo đồ cũng phải kỹ, rất là dễ chạy ha. Đấy. Rồi, về phần anh em nói là mấy cái chỗ mà đây, đây đây, chỗ này nè. Đây. Dạ, đây. Con này là thắng ABS nha, nhưng mà không được trang bị heo bit, mà có heo 2 bit thôi. SH150, 160, 125 á, mà CBS á, thì nó sẽ là 3 bit. Còn ABS là chỉ có 2 bit thôi. Và nhiều anh em nói á, là cái chỗ này nè, đây, cái chỗ này thì hay bị xì nhớt. Có người bị chỗ trước, có người bị chỗ sau. Nhưng mà một số anh em lại nói ở đây không có nhớt, mà ở đây là người ta có mỡ bò nên là chạy nóng nó chảy mỡ bò ra chứ không phải là nhớt. Và cái đi bánh xe của chiếc này á, là bánh trước là 101 ha, bánh trước là 101, lớp nè, lớp tên là Metzeler nè. Nói chung là nhìn cái bánh rất là uy tín luôn. Rồi cái két nước làm mát nè anh em thấy không, đây mình sẽ mở sáng cho mấy anh chị mình thấy ha. Đó, cực kỳ to, tại vì cái máy nó rất to nên nóng, cái nước mà mát nó rất là đậm. Cái này mà rửa xe thì nên xịt dội nước áp lực thì nên chú ý tí xíu ha, để lũng cái két nước này thì tốn tiền thay. Đấy. Rồi, vậy mức tiêu hao nhiên liệu của em này thì bao nhiêu? Mức tiêu hao nhiên liệu của em này á là nó khoảng tầm đây 3,54 lít trên 100 km. Và tùy vào cái môi trường và cách chạy xe của anh chị em mình thì nó sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau, nó không có giống nhau được theo trên cái thông số trên đó. Mà thường anh em đi á, nói nó tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm là 20 tới 22 cây một lít, nó là nó một cây số là 1.000 tiền xăng đó. Đó, 20 tới 22 cây một lít, nó ngang ngửa với lại Vios luôn, ngang ngửa với Vios luôn ha, nhưng mà công suất không bằng Vios. Đó, nên là mua xe là một chuyện, mà chăm xe và chơi xe là một chuyện nữa. Anh chị em là mình có điều kiện mình mua thôi. Cớp ha, bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền rồi SH125, 150 thì đổ xăng ở trên, nhưng mà SH350 vẫn đổ xăng ở dưới đây. Tại sao? Tại vì nó cần có dung tích bình xăng lớn, bình xăng lớn để phải to, vị trí đựng bình xăng phải to thì mới chứa chiếc này chứ. 20 tới 25 cây một lít, không lẽ mình cứ đi cứ đổ xăng hoài đúng không, cứ đổ liên tục mà bình xăng nhỏ thì không được, phải bình xăng cực kỳ lớn để chứa xăng nhiều. Đây là cái phần nắp bình xăng nè các bạn, mình có thể gỡ ra và mình để ở đây. Đấy, khi đổ xăng rất là tiện ha. Rồi. Đấy, anh chị em có thể xem. Đây là phần cốp của nó, cực kỳ rộng. Ở trong đây có một cổng sạc USB chỗ này nữa. Rồi, ok. Rồi, thì rồi, thì mình nhắc lại với anh chị em một lần nữa ha. SH350i hiện tại bên cửa hàng mình sẽ có mức giá là
129 triệu đã bao gồm thuế VAT rồi. Anh chị em nào muốn mua thì liên hệ với mình nha. Bên cửa hàng mình đầy đủ màu sắc cho anh chị em luôn, muốn lên màu sơn độ cũng có luôn, được luôn. Nhưng mà mình nghĩ là nên đi sơn zin cho nó có giá trị của chiếc xe, khi mình bán lại cũng thấy giá trị hơn, ok hơn. Một số anh em lại nói là cái động cơ này kêu như xe bò. Thì thật ra xe này nó động cơ 350 nên không thể nào đòi hỏi nó một cái tiếng động cơ là êm ru như 125, 110 hay 150, 160 được. Tất nhiên là phải kêu động cơ to là phải kêu rồi. Giống như mấy thằng BKL xe 4 máy nó kêu hì 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 luôn đấy. Nên là cái vấn đề động cơ to thì nó kêu là tức là chỉ đương nhiên rồi. Đấy. Rồi thì đó là một số cập nhật của mình về dòng xe SH350i với mức giá hiện tại là 129 triệu đã bao gồm VAT. Cô chú anh chị nào muốn mua xe thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0785888030 nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.